Phụ kiện audio xin thân mến kính chào tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc đang cùng quan tâm, truy cập và theo dõi video clip trên kênh YouTube của Phụ kiện audio. Trước khi vào nội dung chính của video ngày hôm nay, rất mong quý vị và các bạn, các bác và anh em nào đang theo dõi video mà chưa nút đăng ký kênh thì có thể bỏ ra từ 5 đến 10 giây quý giá của mình để ủng hộ Phụ kiện audio bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo ngay phía bên cạnh để có thể cập nhật được đầy đủ và chính xác nhất những video clip mà Phụ kiện audio đăng lên mỗi ngày. Các bác và anh em thân mến, để tiếp tục chuyên mục giới thiệu đến với các bác và anh em những chiếc âm ly hàng bãi nội địa Nhật chuẩn zin chưa qua sửa chữa, thì ngày hôm nay em có về được một chiếc âm ly của Pioneer, mã con này là con AI5. Con này thì đánh 4 con sò than này, công suất 90W và chạy điện 100 các bác và em nhé. Pioneer AI5, con này thì được rất nhiều anh em yêu thích bởi vì cái mạch dề mạch chỉnh âm sắc của nó rất là hay, chất âm cực kỳ hay luôn. Pioneer AI5 về hình thức này, nội thất cũng như là ngoại thất của con Pioneer AI5 này thì có rất là mới và đẹp các bác và anh em nhé. Đấy, và trước khi mà đi vào giới thiệu chi tiết về chiếc âm ly này thì vẫn là một cái cam kết từ những video clip trước em cũng đã có nói, đó là em sẽ cam kết cho các bác và anh em là những cái mặt hàng chứ chiếc âm ly này em quay lên cho các bác và anh em này, đầu tiên nó sẽ là chuẩn hàng bãi nội địa Nhật, sản xuất tại Nhật các bác và anh em nhé. Đấy, chuẩn hàng bãi nội địa Nhật, hàng quốc nội, và thứ hai là sẽ cam kết cho các bác và anh em là bên trong tất cả những cái linh kiện bên trong này thì chưa qua sửa chữa cũng như là chưa qua thay thế bất cứ một cái linh kiện gì bên trong cả, để các bác và anh em chúng ta để yên tâm chúng ta xem, tham khảo và lựa chọn mua sắm cho thiết bị dàn âm thanh của mình. Đấy, và bây giờ thì em sẽ để đi gần cái máy quay này lại và giới thiệu chi tiết đến với các bác và anh em về chiếc âm ly Pioneer AI5 này. Đấy, các bác và anh em có thể nhìn qua một lượt về cái mặt trước này, ngoại trừ một cái vết là nó hơi sức nhẹ ở đây một chút, đấy sức nhẹ ở đây ở mặt trước này. Đấy, phần trên này sức nhẹ một chút, còn đâu là về tổng quan ngoại hình này, ngoại hình mặt trước này, bên hông này. Đấy, hai bên hông này, ở đây thì em có dán luôn cả giá này, 2.650.000 các bạn nhá, 2.650.000, và kể cả mặt sau nữa còn rất là mới và đẹp. Đấy, mặt ốp trên nước sơn là nước sơn zin các bác và em nhá. Đấy, mặt trước của con AI5 này, đây nút nguồn này, đây là nút nguồn, con này thì có thể đánh được hai cầu loa AB hoặc là A cộng B đều được các bạn nhá. Đấy, chỉnh cầu loa toàn bộ là nút nhấn như này hết, cổng cắm cổng phone này, đường cắm tai nghe này, chỉnh bát này, chỉnh chép này, ba lăng cân bằng này, lao nớt ở đây các bác nhá, có lao nớt này, chỉnh tép 2 này, tuner này, phono, tép 1 và CD AUX là những cái ngõ đường vào âm thanh thì các bác và anh em có thể chọn tuner này, phono này, tép 1 này, CD AUX, và bên này nút volume chỉnh to nhỏ cho âm lượng. Bây giờ em sẽ đo qua kích thước của chiếc âm ly này để các bác và anh em chúng ta cùng xem nhá. Đầu tiên là về bề ngang, con này là 42 cm này, 42 cm. Chiều sâu của nó là 25 mà tính cả những cái nút đằng trước này và những cái nút đằng sau này nó rơi vào khoảng 26 cm các bạn nhé, chiều sâu. Còn về chiều cao con này nó là 9,5. Chiều cao con này nó là 9,5. Pioneer AI5 ngoại hình vì còn rất là đẹp, mới gần như là mới nguyên các bạn nhé. Đây, em sẽ quay cận cảnh ở đây các bác về em xem. Còn rất là đẹp mới nguyên, ngoại trừ một cái vết nó hơi bị móp móp ở trên này một chút. Còn đâu bên cạnh bên hông này, mặt ốp ở trên này thì là nước sơn zin. Bây giờ thì em sẽ quay ra mặt sau để giới thiệu với các bác và anh em này. Phần mặt sau, đây là phần phía mặt sau. Con này thì đây, chạy điện 100 này, công suất 90W này. Pioneer AI5. Đấy, con này còn nguyên series các bác nhé. Con này còn nguyên series của nó này. Xin nó hơi mờ một chút. Pioneer AI5. Con này thì có thể đánh hai cầu loa A hoặc là B hoặc là A cộng B này. Đấy, hỗ trợ trở kháng nếu mà đánh một cầu. A hoặc là B thì từ 16 đến 16 ohm, còn A cộng B sẽ là từ 12 đến 32 ohm các anh nhá. Và đây là các cổng kết nối này, cổng đường vào này, phono này, tuner này, AUX này. Đây có phần chỉnh tép 1 và tép 2, đặc biệt con này có một cái phần dề out ở đây các bạn nhá, phần dề out này ra. Đấy, rất nhiều anh em chơi những cái dòng AI5 này thì thường là ghép thêm một chiếc âm ly nữa. Con AI5 này chỉ chuyên là mạch dề chỉnh âm sắc thôi, bởi vì con AI5 này chỉnh âm sắc cực kỳ hay. Đấy, có vành mạch dây out để các bác và anh em chúng ta kết nối thêm một chiếc âm ly nữa. Đấy, một chiếc âm ly công suất nữa lớn nữa để có thể kéo được cặp loa các bác và anh em. Dây out ở đây này, mặt sau các bác và anh em nhìn qua còn rất là đẹp mới nguyên. Đấy, những cái chữ này thì cũng rất là sắc nét này, như là không bị mờ đi một tí nào luôn. Người chủ cũ của chiếc âm ly này thì giữ gìn rất là cẩn thận, và ngay bây giờ thì em sẽ mở cái mặt ốp lưng này ra để các bác và anh em xem toàn bộ những cái linh kiện bên trong nhé. Và đây là phần phía bên trong nội thất của chiếc âm ly Pioneer AI5. Xin mời các bác và anh em chúng ta cùng xem này. Thiết kế mạch tản nhiệt xương cá rất là đẹp này. Các bạn nhìn những cái linh kiện, những cái bảng mạch bên trong này còn rất là mới và đẹp. Củ nguồn này, sau này chạy 4 con sò than các bạn nhé. Chạy 4 con sò than này, 1, 2, 3, 4, 4 con sò than.
tất cả những cái linh kiện bên trong này thì em sẽ cam kết cho các bác và anh em là hàng chuẩn zin, chưa qua sửa chữa cũng như là thay thế bất cứ một cái gì bên trong cả. Các bác nhìn cái main mạch rất là mới này, đẹp như này, em sẽ quay chi tiết tất tần tật vào đây. Con tụ này, phần xo than ở đây, mạch tản nhiệt xương cá, và đây là phần phía mạch trước này. Con này thì được đánh giá là chỉnh ẩm sắc cực kỳ hay luôn, Pioneer AE5 mặt trước. Bây giờ em sẽ quay cận cảnh hơn vào cái mặt trước các bác anh xem, rất là đẹp và mới như này các anh nhá. Đấy, nguồn này, chỉnh cầu loa AB này, bát chép này, ba lăng này, cổng cắm phone này, bật loudness nớt này, tép 1 này, tép 2 này, tuner phono AUX này, nút volume này, rất là mới đẹp các anh nhìn nhá. Còn bây giờ thì em sẽ kết nối cắm nguồn cái sản phẩm thiết bị này vào để các bác và anh em chúng ta cùng thẩm âm chiếc âm ly này nhá. Và vừa xong thì em đã kết nối xong cái sản phẩm nguồn cắm điện 100 này, dây loa này, dây AV. Bây giờ thì em sẽ bật chiếc âm ly lên để các bác và anh em chúng ta cùng thẩm âm nhá. Bật nguồn này. Đang xem đang cắm cổng CD AUX chuyển sang CD AUX. Sau đó kết nối cầu loa cầu A. Đấy. Bật tivi lên này. Các bạn em thấy không? Chỉnh bát chép nó rất là rõ ràng. Con này chỉnh âm sắc thì rất là hay các anh nhé. Em xin phép là cho nhỏ âm lượng đi một chút để thông báo giá đến với các bác và anh em về chiếc âm ly Pioneer AE5 hàng bãi nội địa Nhật chuẩn zin chưa qua sửa chữa này, có mức giá là 2.650.000 đồng các bác và em nhé. 2.650.000 đồng Pioneer AE5 bốn sò than 90W, còn rất là mới đẹp cả nội thất cũng như là ngoại thất. 2.650.000. Các bác và anh em chúng ta đang quan tâm đến những mẫu âm ly này và cần tư vấn thêm cũng như là muốn đặt hàng những cái sản phẩm như này, có thể nhắn tin, gọi điện hoặc là kết bạn Zalo cho em qua số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình 0835318889. Em xin nhắc lại một lần nữa là 0835318889. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác và anh em ở những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.